Siêu thị máy tính chuyện khác xin chào. Ngày hôm nay một sản phẩm của Asus sẽ ra mắt quý vị, đó chính là Asus ZenBook OS 430A phiên bản i5 và i7. Vâng, ZenBook là một dòng máy tính siêu cao cấp dành cho giới doanh nhân và nổi bật trong số đó chính là OS 430 tinh tế và lịch lãm. Khung màn hình 13 inch, thân thiện với người dùng, nhưng thực chất hiển thị 14 inch rất là hữu ích với công việc và giải trí của một doanh nhân. ZenBook OS 430 mang đến một thiết kế mỏng và nhẹ, họa tiết của nhà Zen đặc trưng và các linh kiện hiệu năng cao. OS 430 thực sự là một cỗ máy lưu động để bạn có thể mang đến bất cứ nơi đâu, dù là các buổi họp gấp rút, một lịch trình quốc tế bận rộn hay một kỳ nghỉ ngắn hạn, thì với khung máy mỏng 1,59cm, viền màn hình siêu nhỏ chỉ cỡ 7,5mm, vô cùng thân thiện với một chiếc vali. Cấu trúc gọn nhẹ của sản phẩm chỉ 1,25kg chính là một ưu điểm lớn nhất trong hành trình của một doanh nhân. Khi cần làm tốt công việc, màn hình hiển thị 14 inch sẽ hợp lý hơn. ZenBook OS 430 có thêm một lớp phủ nhám chống lóa, độ phân giải Full HD, phủ màu siêu rộng 95% để bạn có thể giải trí với các bộ phim sống động. Asus cũng sử dụng công nghệ góc nhìn rộng nhằm đảm bảo màu sắc khi nhìn nghiêng, rất hoàn hảo khi bạn trao đổi công việc trên màn hình với đối tác khách hàng. OS 430 sẽ không bao giờ bắt bạn phải chờ đợi, dù chạy nhiều ứng dụng cùng một lúc hay đơn giản là sử dụng hệ thống quản lý khách hàng CRM. Hiệu năng nằm ở trái tim Core thế hệ thứ 7, kết hợp với 8GB RAM DDR4 và một ổ lưu trữ SSD cho tốc độ tải ứng dụng siêu nhanh, thời gian khởi động gần như là ngay tức thì. Được thiết kế cho phong cách sống vận động, vì vậy chiếc máy tính được Asus trang bị viên pin 50Wh cho bạn sự tự do suốt cả ngày với 9 tiếng làm việc. Sản phẩm còn được trang bị USB Type-C đa năng, giúp việc kết nối với các thiết bị trở nên dễ dàng hơn. Ngoài ra, máy còn có một cổng USB 3.1, cổng micro HDMI, jack âm thanh và khe cắm thẻ nhớ SD để bạn có thể dễ dàng kết nối với các thiết bị máy ảnh, màn hình hay là máy chiếu tiện lợi. ZenBook OS 430 sẽ giúp bạn kết nối Internet rất là nhanh và xa hơn nhờ chuẩn Wi-Fi băng tần kép mới nhất. Sản phẩm còn được trang bị một bàn phím checklist cỡ đầy đủ, có đèn nền với thiết kế nguyên khối cứng cáp cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi làm việc hay chat với bạn bè. Bàn di chuột với một lớp kính phủ để điều khiển một cách mượt mà. Đối với người dùng doanh nhân, dữ liệu là thứ vô cùng quan trọng và nhờ một cảm biến vân tay tích hợp ở bàn di chuột kết hợp Windows Hello, bạn chỉ cần một chạm tay là có thể mở chiếc máy tính một cách nhanh chóng và an toàn. Công nghệ âm thanh là phần nổi bật tiếp theo, Asus đã kết hợp với Harman Kardon, thương hiệu chuyên về âm thanh trên ô tô, kết quả là âm thanh được khuếch đại lớn hơn mà không bị méo tiếng. Thanh lịch và tinh tế, đó chính là đặc trưng của OS 430, nhờ vỏ nhôm cao cấp để nổi bật hơn trong đám đông. ZenBook OS 430 được bán ra với màu xanh hoàng gia rực rỡ, phù hợp với phong cách nhẹ nhàng và điềm tĩnh của bạn. Hiện bạn có thể lựa chọn phiên bản Core i5 với giá hơn 19 triệu đồng hoặc hơn 25 triệu đồng với phiên bản Core i7. Siêu thị máy tính An Khang cảm ơn bạn đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!